Xin chào quý vị và tất cả các bạn, chúng ta đang quay trở lại với kênh của Happyka. Và ngày hôm nay thì Quyết sẽ giới thiệu cho mọi người một trong những cái tính năng rất nổi bật ở trên chiếc xe Camry năm 2020. Đó chính là tính năng Auto Hold, và không phải ai khách hàng nào cũng chúng ta cũng biết cách sử dụng và cách kích hoạt nó cho một cách chính xác hơn. Thì trước khi bắt đầu video, đừng quên đăng ký kênh của đội ngũ Happyka. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay clip ngày hôm nay. Điều đầu tiên thì chúng ta cần phải biết được rằng nút Auto Hold là gì. Hiểu nôm na Auto Hold là khi chúng ta đang ở chế độ D, là chế độ đi ạ, thì chúng ta kích hoạt nút Auto Hold này thì chúng ta đạp phanh và chúng ta vẫn để chế độ D. Các bạn chỉ cần thả chân ra là xe đã dừng rồi. Và khi các bạn muốn đi, các bạn không phải kéo về N nữa mà các bạn vẫn để D nhé, tại vì nó đã giữ xe cho chúng ta rồi. Và chúng ta chỉ cần đạp ga tiếp là xe sẽ đi, và độ trễ của nó sẽ rơi khoảng 0.5 ở nút Auto Hold, và nó không bị chật, không bị giật gì cả. Nó đi rất là dễ và làm giúp cho chiếc xe của chúng ta giảm thao tác và tăng tính tiện nghi hơn chiếc xe của mình. Cùng với đó thì là sẽ có nút P ở đây. Tại sao là có nút P? Thì khi mà kích hoạt chế độ Auto Hold ấy, thì sau 30 giây thì tự động nó sẽ chuyển về, nếu các bạn không nút này chúng ta không kích hoạt thì tự động nó sẽ chuyển về P, là chế độ Park ấy, nghĩa là sẽ phanh cả bốn bánh. Vậy thì cách sử dụng nó như thế nào? Thì đầu tiên mọi người phải nhớ nguyên tắc là tất cả các cánh cửa là sẽ phải đóng. Thế đầu tiên. Cái thứ hai là chúng ta phải thắt dây an toàn. Đó. Nhớ mọi người nhớ nhá, thắt dây an toàn. Và thứ ba, chắc chắn rồi, là xe đang phải ở chế độ D thì nó mới có tác dụng. Tại vì chế độ N thì làm gì có tác dụng đâu, đúng không? Đang D chúng ta đạp phanh nhẹ, xong sau đó xe dừng và chúng ta chỉ cần tiếp tục đạp ga khi chúng ta muốn đi. Rất đơn giản như vậy. Thì Quyết sẽ thao tác một lần cho mọi người xem nhá. Đầu tiên là chúng ta sẽ nổ máy. Rồi, sau đó chúng ta sẽ để chế độ D. Rồi, được chưa? Và ấn vào nút Hold tự động. Đó, nó đã được kích hoạt rồi. Và nhớ nguyên tắc, mọi người nhớ nguyên tắc rằng là chúng ta phải thắt dây an toàn và các cánh cửa đã được đóng thì nó mới có tác dụng ở chút Auto Hold này. Đây là một trong những cái tính năng mới trên chiếc CN phiên bản Camry năm 2020. Và vừa rồi thì Quyết vừa giới thiệu cho mọi người cách hướng dẫn sử dụng và các chức năng của nút Auto Hold như thế nào. Mọi người thấy sao với chức năng này ạ? Hãy để comment ở bên dưới, và hy vọng rằng là nút cách sử dụng của nút Auto Hold sẽ giúp cho các khách hàng của mọi người đi xe Camry sẽ thuận tiện hơn và biết cách sử dụng và không còn các thắc mắc. Và ở tiện đây, Camry năm 2020 phiên bản 2.5 màu trắng ngọc trai và còn rất nhiều các phiên bản khác. Hiện tại Toyota Thanh Xuân và đội ngũ Happyka đang có rất nhiều chương trình khuyến mãi. Và nếu mọi người muốn biết thì chúng ta đừng ngần ngại truy cập vào fanpage, Quyết sẽ để đường link ở phía bên dưới, hoặc gọi điện vào hotline 0394046064. Và hy vọng rằng clip ngày hôm nay sẽ mang lại nhiều điều bổ ích cho các bạn. Và nếu các bạn yêu thích video này, đừng quên ấn like và share. Và đây là đầu tiên các bạn đến với kênh của Happyka thì hãy đăng ký nút kênh ở phía ngay phía dưới video và ấn nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ một video nào. Và mình là Quyết, xin chào và hẹn gặp lại.